quý vị và các bạn, Hà Giang, vùng đất địa đầu của Tổ quốc, hội tụ bản sắc với đầy đủ các tiềm năng thế mạnh để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác và phát triển. Với phương châm, các nhà đầu tư ở Hà Giang cũng chính là các công dân của Hà Giang. Tỉnh Hà Giang đang phấn đấu, nỗ lực để trở thành tỉnh phát triển khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, trở thành vùng trọng điểm của quốc gia về du lịch và dược liệu. Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những nỗ lực của Hà Giang trong việc cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Thủ tướng cũng hoàn toàn tin tưởng Hà Giang có thể phát triển mạnh về du lịch. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu lên 5 câu hỏi. Hà Giang hoàn toàn có thể thu hút du khách quanh năm. Và để làm được điều này, Hà Giang cần làm tốt công tác truyền thông về hình ảnh và bản sắc địa phương, phát triển các loại hoạt động du lịch cộng đồng, đa dạng hóa các sản phẩm, khôi phục và phát huy các giá trị lễ hội và văn hóa truyền thống. Hà Giang cần góp phần cùng ngành du lịch cả nước trả lời đồng bộ, đồng thời 5 câu hỏi. Đó là làm sao để khách đến đông hơn, làm sao để khách trở lại lâu hơn và làm sao để khách tiêu nhiều tiền hơn. Và thứ tư, làm sao để khách quay trở lại nhiều lần nữa. Và thứ năm, làm sao để khách đến kể về những câu chuyện Hà Giang trong thời đại Internet và mạng xã hội có sức lan tỏa rất nhanh. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ông Hoàng Quang Phòng cũng đánh giá về sự nỗ lực của Hà Giang trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, ông Phòng cũng nhấn mạnh Hà Giang có rất nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp đầu tư, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, vùng dược liệu và du lịch. Với một cái vị trí địa hình, tôi ví như là tương tự như là Thụy Sĩ ở đây, vì cái địa hình rất là núi, đồi, rồi thì là thổ nhưỡng thì đất đai khí hậu thì để tương tự cái vùng đông bắc của Nhật Bản hoàn toàn có thích hợp với cái định hướng là chủ trương và các đảo Hà Giang đã đề ra, ví dụ như là ưu tiên trồng cây dược liệu, nông nghiệp sạch, chăn nuôi, du lịch sinh thái, tất cả những cái cơ hội đó hoàn toàn doanh nghiệp chúng ta có thể tận dụng được. Và thực tế đã có doanh nghiệp chúng ta đã hiện diện ở đây, có doanh nghiệp trong và nước, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Hàn Quốc và các cái doanh nghiệp các vùng miền khác hiện diện ở đây và đã thấy được những cái cơ hội hợp tác trong công nghệ này tốt hơn. Với cái sự chỉ đạo quyết liệt và năng động cũng như là quyết tâm của lãnh đạo Hà Giang thì chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã được nâng lên và Hà Giang và nhân dân Hà Giang mong muốn rằng là đất nước tỉnh được gọi là có những cái khởi sắc và đã tạo cái cơ hội cho doanh nghiệp chúng ta từ đây. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng mạnh dạn tận dụng cái cơ hội này để chúng ta hiện thực hóa những cái mong muốn đó và cũng là mong muốn của chính doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh cũng đã giới thiệu về các lợi thế và tiềm năng đầu tư tại Hà Giang, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù riêng của tỉnh Hà Giang, đó là chính sách khuyến khích và phát triển mậu biên, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và khuyến khích phát triển du lịch. Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc địa đầu của Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, thực hiện quan điểm chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, mà cụ thể đó là kiến tạo cho doanh nghiệp phát triển. Tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền hiện đại thông qua cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Chính vì vậy mà chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ top cuối cùng của cả nước đã nâng lên vị trí thứ 59. Trên 63 tỉnh thành, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh từ vị trí 62 đã nâng lên 59 trên 63 của cả nước. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Hà Giang hiện nay đã đứng vào top 10 của cả nước. Hệ thống trung tâm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được xây dựng từ tỉnh cho đến cơ sở. Tất cả các xã trong toàn tỉnh hiện nay đều có trang web, đều tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh cho đến cấp xã phủ khắp trong toàn tỉnh. Thực hiện hai khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 chỉ ra, đến nay tỉnh đã ban hành cho chính sách phát triển cây dược liệu, chính sách phát triển nông nghiệp, chính sách phát triển kinh tế biên mậu. Cũng tại hội nghị,
ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 17 nhà đầu tư và trao 17 biên bản cam kết đầu tư cho các nhà đầu tư, giới thiệu đến các nhà đầu tư 26 danh mục dự án, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn dự kiến gần 13.000 tỷ đồng, thể hiện thông điệp Hà Giang bản sắc hội tụ, hợp tác cùng phát triển.